Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khanh. Ngày hôm nay trong video này Khanh sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một dòng xe Ford Everest phiên bản Biturbo màu bạc. Màu bạc này thì tương đối là ít xe nên là ngày hôm nay thì cũng vô tình có một chiếc được trưng bày tại showroom, thì Khanh cũng tranh thủ một xíu thời gian để Khanh quay video để cho các bạn xem. Đây là chiếc hai cầu Biturbo màu bạc. Bây giờ Khanh sẽ quay tổng thể bên ngoài và xíu Khanh sẽ quay phần nội thất bên trong xe để cho các bạn xem. Đây là một chiếc màu bạc. Biturbo ở đây. Dạ, Biturbo. Trên phần gương chiếu hậu thì vẫn tích hợp sẵn một cái đèn báo rẽ. Đèn báo rẽ. Và trên cái gương chiếu hậu mình còn có tích hợp thêm nữa là cái phần gương lồi ở bên ngoài và cảnh báo điểm mù trên gương luôn. Đó. Mâm trước và sau là 20 inch được trang bị thắng đĩa trên xe. Và Khanh sẽ quay cái phần mức tiêu hao nhiên liệu để cho các bạn và các anh chị xem. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe Ford Everest Biturbo thì nếu chúng ta đi đường ngoài đô thị thì nó tầm cỡ 5 lít 6, trong đô thị tầm cỡ 9 lít 2, và nếu mà chúng ta đi kết hợp giữa ngoài đô thị và trong đô thị luôn thì nó tầm cỡ 6 lít 9. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của xe Ford Everest phiên bản Biturbo 2 cầu số tự động. Đây là phần phía sau của xe, phần cốp xe. Cốp xe của chúng ta thì sẽ có 4 vị trí để mở cốp. Thứ nhất là chúng ta đá cốp thông minh, thứ hai là mở cốp trực tiếp. Ở đây chúng ta sẽ mở cốp trực tiếp ở đây luôn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể mở trực tiếp trên remote của xe, hoặc là chúng ta mở ngay cái nút mở cốp, nó nằm ở vị trí chỗ ghế tài xế, ghế tài. Phần cốp sau chúng ta có một cái viền mạ chrome sáng bóng và chữ 4WD. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái chữ titanium ở đây. Phần cảm biến phía sau được trang bị là 4 mắt cảm biến hỗ trợ da phía sau và tích hợp sẵn luôn một cái camera da theo xe. Trên xe chúng ta được trang bị một cái màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp sẵn bản đồ và camera da trên xe luôn. Đây thì Khanh sẽ mở cái phần cốp sau cho các bạn và các anh chị xem. Đây là phần cốp sau. Cốp sau của xe. Cốp sau chúng ta sử dụng cốp điện và có tính năng chống kẹt. Chất liệu ghế bên trong xe chúng ta thì ghế được trang bị đó là ghế da, Khanh xin lỗi. Đối với phiên bản titanium thì chúng ta được trang bị là ghế da. Xe mình này vừa đem lên trưng bày tại showroom nên là chúng ta còn bọc ni lông chưa kịp gửi ra. Thì cái phần ghế, cái hàng ghế thứ hai, khi mà chúng ta ngồi ở sau chúng ta cũng có thể chỉnh được nhiệt độ ở phía sau và tốc độ quạt phía sau. Mình có một cái cổng nguồn 12V để sạc điện thoại và 230V để mình sạc laptop. Và thêm một cái điểm nhỏ nữa là cái hàng ghế thứ hai này, các bạn và các anh chị khi mà chúng ta ngồi á, chúng ta có thể kéo di chuyển lên xuống để cho cái hàng ghế thứ ba ở phía sau người ta ngồi được thoải mái hơn, Đó. Bây giờ Khanh sẽ quay tới cái phần ghế phụ của người lái. Ở đây chúng ta được dập nổi, ở trên đây thì được sơn bóng và dập nổi. Cái phần tắp lô có một cái chữ Everest ở đây rất là sang trọng. Hộp số của xe thì sử dụng hộp số là 10 cấp, động cơ là 2.0 hai cầu. Thì cái bản hai cầu này chúng ta sẽ có một số cái chế độ lái ở đây. Đây chúng ta có 4 chế độ lái và hỗ trợ đổ đèo, chống trơn trượt, gài phá bi sai 4x4, tự động dê vào chuồng, tự động đổ đó, và tắt cảm biến.
Vô lăng của chúng ta là bọc da và chỉnh điện. Bọc da và chỉnh điện. Phần phía trước của xe thì trang bị cũng 4 cảm biến, 4 mắt cảm biến hỗ trợ va chạm phía sau, phía trước. Và ngoài ra thì chúng ta được trang bị thêm 2 cái cảm biến hông. Tại vì xe chúng ta có tính năng là tự động gieo vào chỗ, nên là trang bị cảm biến nhiều hơn những cái dòng xe khác. Phần phía trước đầu xe của chúng ta thì các bạn và các anh chị cũng có thể thấy được trang bị một cái mặt ga lăng lưới tản nhiệt á, mạp rơm rất là sáng bóng và đẹp. Xe của chúng ta thì được trang bị thêm nữa là tự động mở đèn pha khi mà trời tối, và ngoài ra thì tự động gạt mưa khi mà mưa chúng ta nhỏ hay lớn thì nó sẽ gạt nhanh hay chậm vào cái lượng nước. Trên xe Ford Everest thì được trang bị một cái bệ bước chân khá là cứng cáp, rất là cứng cáp và chắc chắn luôn, rất là cứng cáp và chắc chắn. Ở đây, đây là khoang, đây là ghế tài. Ghế tài chúng ta thì chỉnh điện, ghế chỉnh điện. Và ghế, hai ghế trước của chúng ta thì có tính năng là sưởi ghế, không có tính năng là mát, chúng ta chỉ tính năng sưởi ghế thôi. Các bạn và các anh chị khi mà xem video Khanh thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Khanh. Ngoài ra thì công việc chính của Khanh vẫn là bán xe ô tô Ford. Các bạn và các anh chị khi mà xem video Khanh mình muốn xem xe thực tế tại showroom, hoặc là muốn lái thử xe, hoặc là tìm hiểu về xe để mình sắm cho gia đình của mình một chiếc xe, thì các bạn và các chị cứ việc là liên hệ trực tiếp với Khanh qua số điện thoại là 0933 834 796 để được Khanh tư vấn cụ thể về xe và về thủ tục mua xe như thế nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.